Trang ơi, hình như tớ vừa nhìn thấy một con Skibidi nó chạy vào đây này. Rõ ràng nó chạy vào cái khu trong này cơ mà. Đâu rồi? Vui chơi cậu ơi. Ở xung quanh đây cũng không thấy. Có cả cần cẩu, máy xúc này. Wow, chúng chạy vào đây làm gì nhỉ? Nhìn phía bên kia kìa, có cái phi thuyền gì trông lạ thật đấy. Ở đây có một cái phi thuyền này, liệu có khi nào bọn chúng định cưỡi lên đây rồi bay ra ngoài không nhỉ? Phi thuyền này có hai cái ống khói to chưa? Để tớ thử lên xem nhá. Nhìn này, ở trên này hiện ra những cái gì này? Một thưởng. 2, 3, có hình Skibidi nữa này. Hình như là sẽ lên đây chơi cậu ơi. Khởi động này. Ok rồi. Đây chính là một chiếc phi thuyền gì các bạn có biết không? Phi thuyền không gian đấy. Bước lên đây nè, ngồi vào cái ghế này nào. Trước khi ngồi cậu phải đeo cái kính mắt vào đã. Wow, cái kính này nắm dây dợ thế nhỉ. Cậu có nhìn thấy cái gì không? Trang ơi, bên trong này hình như là một cuộc chiến với Skibidi ấy. Rất nhiều những cái toilet đang bay. Để tớ thì điều khiển cái phi thuyền này bay lên đuổi trong những cái toilet nhá. Ui, bắt đầu chuyển động rồi. Đuổi nào, bay thôi. Nhìn thấy chưa cậu ơi? Phi thuyền của cậu nó đang nghiêng bên phải, nghiêng bên trái kìa. Tớ đang điều khiển phi thuyền đang đuổi theo một con toilet ở trong nơi này. Nó chạy nhanh quá, nhưng mà tớ sẽ đuổi kịp nó thôi. Wow. Phi thuyền này lúc nó nghiêng người lên mới thấy nó vĩ đại, to thật đấy. Băng. Yeah, được một cái rồi. À, đằng này vẫn còn một cái toilet nữa này. Băng. Ấn vào cái nút này chính là bắn đấy cậu ơi. Đấy, cậu nhìn thấy phi thuyền của tớ đang bay đang lượn đây này. Con Skibidi toilet ở trong đấy vậy á? Đúng rồi, trong này nhiều lắm. Thì ra ngồi lên cái phi thuyền này chính là nhiệm vụ tiêu diệt những cái Skibidi toilet cậu ạ. Yeah, tớ chiến thắng rồi. Ồ, có cái gì hiện ra này? Phần thưởng đấy. Phần thưởng này là một cái túi. Bên trong có những cái hình này Trang ơi. Đây này, bồn cầu này. Sao lại có cả hình Titan TV nữa này? Hình như là bóc cái túi này ra sẽ được một trong những món đồ đấy đấy. Wow. Bây giờ tớ phải chơi trò gì để cũng lấy được phần thưởng như thế này? Ở đây có rất nhiều trò chơi. Cậu có nghe tiếng gì không? Tiếng kêu, tiếng nói thì thầm của Skibidi. Ui trời, những con Skibidi toilet chúng đang làm gì thế kia? Đang dùng súng bắn khủng long kìa. Thì ra lũ toilet chạy vào đây là cũng để chơi trò chơi cậu ơi. Skibidi toilet mà cũng biết bắn khủng long cơ à? Nhìn kìa, chúng đang nhìn con khủng long đi đến kìa. Ai chả còn biết dùng súng bắn vào khủng long nữa cơ. Đây là đang dùng súng để chọn bàn đấy. Toàn bắn trượt thôi, đúng là mấy con gà. Lại đây này, tớ phát hiện ra có một khu vui chơi hay cực luôn. Đây là những chiếc xe gì vậy nhỉ? Mà phía bên trong kia xuất hiện rất nhiều những con Skibidi toilet mang những hình dạng khác nhau. Nhiệm vụ của người chơi là phải lái những cái xe này để đâm vào những con Skibidi toilet cậu ạ. Mình vào xem đi. Đây này. Có một chiếc xe. Xe gì? Là phi thuyền không gian ấy không nhỉ? Nó lại hình tròn như đĩa bay này. Xong có cái cần tiến lên. Bên, hai cái cần liền. Bên này cũng có này. Và mình... một cái ghế tựa rất là dài luôn. Mình sẽ ngồi vào đây đấy. Đi vào sâu trong này xem nào. Tớ sẽ chọn một chiếc phi thuyền màu gì đây. Màu đỏ nhé, cho nó rực rỡ. Ngồi vào màu đỏ. Phi thuyền số 2 này. Trước khi ngồi vào đây thì phải thắt dây an toàn trước đã. Ok, chắc rồi đấy. Tới lượt cậu. Tớ sẽ ngồi cái màu vàng này. Bước lên này, ngồi vào này. Cũng thắt dây an toàn luôn. Tớ với cậu thi xem ai sẽ tiêu diệt được nhiều Skibidi toilet nhá. Chuẩn bị được chưa? Here we go. Tiến lên nào, tiến lên. Ủa, cái này đi hơi khó cậu ơi. Hơi khó. Nó đi xoay vòng này. Xoay một vòng tròn. Mà mỗi lần khởi động cái xe này phát sáng ra rất nhiều những ánh sáng kỳ lạ luôn. Tớ đi được rồi này. Bên cậu thế nào? Ở đây có một con Skibidi toilet luôn này. Cho ngươi một trận này đâm. Yeah, tớ đâm được chúng rồi. Cậu đợi tớ với. Nhìn này, xanh đỏ tím vàng đủ các màu luôn. Cái này lái như thế nào vậy? Tớ đang chưa quen lắm cậu ơi. Sao nào, cậu toàn xoay thế? Cứ xoay tròn thế này em ơi. Làm thế nào để lái thẳng vậy? Cậu phải tiến đều cả hai cái cần lên. Như tớ này, lùi xuống này. Ô, cái xe này lùi được luôn. Không cần phải đi tiến. Tớ đang lùi này. Đấy.
nhìn kìa, phía trước lại xuất hiện Skibidi Toilet này. Đâm cho người một cái này. Vậy à, kéo cái cần sang phải, kéo cái cần sang trái để tiến lên. Tiến lên nào. À, lúc này tôi cũng biết lái rồi đấy. Bắt đầu dần dần quen rồi đấy. Đi săn Skibidi Toilet đi cậu ơi. Tiến. Bên này nữa này, Zen. Đấy, lái cái xe này thích cực. Nhưng mà chóng mặt lắm Tiến ơi. Nó cứ xoay tròn. Ui da, cậu cũng bắt đầu thích nghi được rồi đấy Trang ạ. Không phải thích nghi mà bắt đầu tớ lái siêu rồi đấy. Bây giờ tớ sẽ đi săn Skibidi cho các cậu xem nhá. Ở đây có một con kìa, phi đi Trang ơi. Yeah. Tớ đã chung một con rồi. Wow, mỗi lần đâm được một con Skibidi là chúng mình sẽ được một vật phẩm. Lấy này. Thế thì tớ cũng phải bắt lấy một con thôi. Đằng này này, có một con. Tiến lên. Yeah, được một con rồi. Ở đây có một con nữa này. Lao. Tâm này. Không thể chạy được luôn. Nhím ơi, nhìn đằng sau cậu kia. Có cái gì đó cũng hiện ra. Cũng là một vật phẩm cậu ơi. Để lấy nha, lấy nha. Lấy cái này hay cái này. Cái này này. One hour later. Chán thật đấy. Đang chơi vui à. Tự nhiên trời mưa to thế là lại phải về. Chứ nếu không á, tớ mà ở đấy chơi thêm nửa tiếng nữa thôi á, có mà được một núi quà, núi vật phẩm luôn. Bây giờ được cậu có 3 gói. 3 gói, cậu được mấy gói? Tớ được mỗi 2 gói thôi. Buồn thật đấy. Buồn gì, cậu chơi cậu thua mấy lần liền. May mà nó còn hiện ra để cho mà ăn đi. Tớ chơi toàn thắng thì mới được nhiều thôi. Cậu được mấy túi Skibidi? 2 túi Skibidi. Thế con đây là túi gì? Cái túi này nhìn như người ngoài hành tinh ấy các bạn ạ. Tớ cũng không biết được. Ơ mong á. Mong cậu ơi. Em mong đây này. Những cái túi này ấy, nó đặc biệt ở chỗ đó là mình không biết có gì bên trong cậu ơi. Không biết là có nhân vật nào ở trên các cái túi này này. Đấy, đúng rồi. Có rất nhiều nhân vật nhưng mà không biết trong cái gói này nó là nhân vật nào. Có thể là con Skibidi Toilet Robot. Mà cũng có thể là Titan Camera cậu ơi. Bây giờ tớ thử bóc cái gói đầu tiên này ra nhá. Bóc ở chỗ này này. Nó có một cái lõm lõm này này. Xé cái này ra. Bây giờ tớ thử thò tay vào nha. Các cậu đoán xem. Ui, tớ sờ thấy một cái chân dài cậu ơi. Chân dài. Chân dài thì không phải là Skibidi Toilet rồi. Chân dài chắc là Camera Man, hoặc TV Man, hoặc Pixar Man. Ôi không, là một cái bồn cầu. À, đây là ông chiến sĩ bồn cầu cậu ơi. Là người xấu à? Đúng rồi, ông này xấu lắm mà chuyên chế tạo ra Skibidi Toilet đây. Thế? Nhìn cái mặt này trông cười đáng ghét chưa? Đấy, sao lại bắt được cái ông này nhỉ? Hết chưa? Ôi. Được 2 tấm thẻ bài. 3 tấm thẻ bài. À, được một anh cameraman này. Còn đây là một thẻ bài Skibidi Toilet. Đây là robot Skibidi Toilet này các cậu ơi. Được mỗi anh cameraman này là thích thôi. Cậu thử bóc xem cậu được cái gì. Còn đây của tớ có hai cái mấy cái nhân vật gì trông kỳ lạ lắm. Chân tay thì lòng hoang này. Bóc thử nhá. Cái này có cả bạch tuộc. Có cả. Ô, cái này là cái gì ấy? Người bạn xanh. Là khắc Yugi sao ấy. Cậu là cái gì? Con gì mà lại có cái đầu dài như thế này nhỉ? Đây là con vịt à? Một con vịt hay là con thiên nga ấy nhỉ? Nhưng mà người nó màu hồng trông như con hồng hạc ấy cậu ơi. À đúng rồi, con hồng hạc cậu ơi. Nhưng mà con này sao lại có 3 cái chỏm tóc màu đen trông kỳ lạ thật đấy. Hình như đây là hồng hạc con hay sao ấy. Con hồng hạc đấy cũng còn đỡ hơn là cái Skibidi tiến sĩ này của tớ. Thế cậu xem có thẻ bài bên trong không? À đúng rồi, hình như có cái gì đó cứng cứng. Của tớ cũng có 3 thẻ bài này. Quái vật màu xanh da trời. 2 con giống nhau luôn. Ôi. Và một bạn gì đó màu trắng có cái nơ màu hồng này. Bây giờ để tớ bóc cái tiếp theo nha. Của tớ được 2 túi. Túi này có vẻ nhiều TV men với cả speaker này cậu ơi. Khả năng cao là sẽ có người tốt ở trong đấy. Có cả Titan speaker đây này. TV này. Ồ, nhưng mà cũng có cả mấy con Skibidi Toilet đấy. Bóc ra xem nó là cái gì nhá. Bóc ra này. Đây này. Yeah, một cái đầu bằng vàng. Đây là TV men bằng vàng luôn. Wow, đẹp chưa này. Ngầu chưa các cậu ơi. TV men đây, bằng vàng. Xem thẻ bài. Ta
Titan Speaker TV Man. Titan TV. Titan TV. À, đây là Laser TV chứ chưa phải là Titan thì phải. Hai thẻ bài TV luôn và một thẻ bài speaker. Ngầu chưa? Cái này á, đi chiến đấu á, đập nhau á thì chỉ có thắng thôi. Còn cái túi này của tớ này như cái nhân vật gì trông lạ lắm cậu ơi. Gấu trúc này. Panda này. Ui, có cả người xương đây này. Người ngoài hành tinh đây. Này cái gì ấy nhỉ? Cái này tớ chưa biết. Ờ, để tớ thử bóc ra xem nha. Đố các cậu biết bên trong túi đồ này của tớ là cái gì? Là con cái gì mà lại có chân như thế này nhỉ? Chân màu vàng. Lại còn có một cái đuôi nữa. Cái đầu thì lại có tóc. Con sư tử à? Đúng rồi, lion. Con sư tử này là nhân vật ở trong cái gì tớ không biết được. Thế thẻ bài là gì? Thẻ bài á? Cái gì đấy? Thẻ bài gấu trúc với thẻ bài ông vua. Hai ông vua và một con gấu trúc. Thế thì không hay được bằng TV Man này của tớ rồi. Tớ chỉ thích TV Man với cả camera với cả speaker thôi. Để xem nào. Túi còn lại của mình am ong gì đây? Bóc nha. Một con am ong màu gì nào? Sao lại có một cái đĩa? Cái đĩa này để ăn cơm à? Không phải đâu. Để nhân vật đó đứng lên trên cái bục đĩa này này. Cái bệ đấy. Thẻ bài này rất nhiều luôn. Lại ba cái thẻ bài am ong luôn. Am ong ơi. Xem nào, nhân vật gì đây? Màu xanh gì? Lá cây. Màu xanh lá cây các cậu ạ. Green, màu xanh lá cây. Đây, cái này để đứng lên đây đúng không? Đúng rồi. Trong đây còn một cái nữa này. Cái gì vậy? Một cái dây móc cậu ơi. À, hình như đây chính là một cái móc chìa khóa am ong á. Đây, mình sẽ móc lên như thế này này. Đấy, là sẽ được một cái móc chìa khóa rồi.